video ngày hôm qua em đăng tải thì có rất là nhiều bác quan tâm đến bản Line RX550 này. Thế nên là ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác đủ bảng màu của xe luôn để các bác có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Trước khi đi vào giới thiệu về xe thì em xin được gửi một lời chào trân trọng nhất đến với các bác khách đã luôn luôn theo dõi cũng như là ủng hộ xe đạp An Tâm. Bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về xe cũng như là báo giá cụ thể luôn để các bác có nhiều sự lựa chọn nha. Màu đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là màu xanh dương. Màu này thì rất là đẹp và rất là thể thao rồi. Bản Line RX550 này thì là một bản thiết kế mới ra mắt. Thế nên là về tất cả các chi tiết của xe thì đều rất là chỉnh chu này. Dáng thì cực kỳ thể thao và rất là chắc chắn luôn rồi đấy ạ. Bản Line RX550 này thì sẽ được thiết kế full nhôm. Trọng lượng xe chỉ có hơn 11kg một chút xíu thôi các bác ạ. Đảm bảo các bác cái độ nhẹ nhàng cũng như cái độ lướt cho các bác khi đi trên đường nha. Thiết kế dây thì sẽ được đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Thiết kế xe này rất là cao cấp luôn rồi nha các bác. Xe này đã được thiết kế theo dáng khí động học toàn bộ luôn rồi. Thế thì các bác đi xe thì sẽ đạt được tốc độ cao nhất khi di chuyển nhé. Bô tăng và ghi đông thì sẽ được thiết kế theo dạng liền như thế này và cũng sẽ được làm từ nhôm cao cấp nha. Ghi đông thì được uốn sẵn cho các bác là một lớp dây uốn rồi. Dây uốn này khá là dày và rất là êm luôn. Các chi tiết ở dây uốn này thì sẽ rất là bám tay và cực kỳ là đẹp luôn rồi đấy ạ. Cái bản Line RX550 này thì sẽ có bộ đề, sử dụng là bộ đề lắp với hai phần lưỡi gà này. Lưỡi gà to lên số, lưỡi gà nhỏ xuống số và tích hợp cùng phanh luôn. Khi các bác đi xe thì thao tác xe sẽ rất là dễ luôn, cũng như là tăng tốc cũng sẽ cực kỳ nhanh chóng luôn đấy ạ. Phần phuộc đằng trước của xe thì cũng sẽ sử dụng là phuộc nhôm không mối hàn. Rất là khỏe, rất là to và rất là chắc chắn cho các bác, chịu lực thì vô cùng tốt luôn rồi. Bánh trước và sau thì đều có trục tháo nhanh để các bác có thể tự thao tác xe tại nhà rất là dễ này. Cũng như là mang xe đi đâu đó tháo gọn dạng sẽ rất là ok thôi. Đùm nhôm, đi bạc đạn nha. Phanh thì sẽ mang bản phanh đĩa phủ dầu. Bản phanh này thì sẽ rất là chính xác và cực kỳ nhẹ luôn các bác ơi. Phanh rất chính xác luôn. Vành thì sử dụng một bản vành nhôm 4 xăng chính hãng đến từ hãng Line, nhìn rất là thể thao và chịu lực cũng rất là tốt. Nan hoa dạng tròn, sơn hai lớp sơn tĩnh điện cho các bác nha. Lốp thì sẽ mang thông số là 700 nhân với 28C. Lốp 28C này thì là một bản lốp ở tầm trung, đảm bảo cho các bác cái độ lướt khi di chuyển trên đường này. Hai bên lốp đây vẫn sẽ làm những cái vân lốp nhỏ li ti cho các bác, để khi các bác đi vào ôm cua thì nó sẽ bám đường, không lo vấn đề bị trơn trượt nha. Lốp của xe thì sẽ sử dụng là lốp có xăng bơm hơi. Dòng này thì bộ chuyển động thì sẽ có 20 tốc độ này, bao gồm 2 đĩa phía trước và 10 tầng lip thả phía đằng sau. Về các chi tiết xích lip của xe thì đã đều rất là sáng và cực kỳ sắc nét luôn rồi. Lip Sugar nha các bác, rất là ok luôn. Con này thì cũng sẽ trang bị bộ chuyển động cho các bác là Shimano Tiagra 4007, bao gồm tay đè này, chuyển đĩa, chuyển lip. Dòng này thì cũng sẽ có bộ bình nổ rất là ok nha các bác ơi. Và Line RX550 thì hiện tại đang có size là size 48. Dòng đứng của xe thì sẽ là 48 này, dòng ngang là 53,5. Để các bác có thể là lựa chọn theo cái chiều cao mà phù hợp với bản thân mình nhá. Cọc yên thì sẽ là cọc yên dạng dẹt và cũng sẽ được làm bằng nhôm chính hãng của hãng Line luôn. Yên xe của bản này thì đã được cải tiến rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì các bác sẽ có một cái yên dáng đã rất là thể thao rồi nha. Bề dày của yên cũng khá là ổn định này và độ êm của yên rất là cao luôn. Và có ô thoáng khí ở giữa để khi các bác đi đường xa, đi đường dài này vẫn đảm bảo cái độ thông thoáng cũng như cái độ êm ái luôn. Theo xe đã có sẵn bê đan cho các bác rồi. Với một mức giá thì vô cùng là bình dân thôi thì em chắc chắn một điều rằng Line RX550 thì sẽ là một cái bản xe được các bác lựa chọn nhiều nhất trong năm 2024, sẽ bùng nổ trong năm 2024 đấy ạ. Và màu em đang giới thiệu đây là màu xanh dương nha các bác. Màu này thì đã rất là thể thao luôn rồi. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu thứ hai nha. Màu thứ hai thì em màu lên cho các bác thì sẽ là màu trắng cát. Tất cả các màu của dòng này thì đã được thiết kế rất là đẹp và rất là trẻ trung năng động rồi nha các bác ơi. Đây là màu trắng cát này. Màu trắng cát kết hợp với tem sơn màu đỏ nha. Thiết kế về khung sườn của xe thì đã được thiết kế theo dạng khí động học rồi. Và khung sườn này sẽ là khung sườn dạng dẹt như này, rất là đẹp luôn. Về cấu hình thì nó sẽ giống toàn bộ so với con màu xanh em vừa mới giới thiệu, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Thì khung sườn của xe thì đã được sơn cho các bác những cái lớp sơn vô cùng cao cấp luôn rồi, đảm bảo cái độ bóng này, độ bền màu của sơn cũng như là cái độ chống chảy xước cho xe rất là tốt. Tất cả các chi tiết của xe được phối màu rất là thể thao và cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể xem chi tiết nhỏ nhất của xe đã được rất là chỉnh chu rồi nha. Dòng này thì điều chỉnh độ cao thấp của yên thì sẽ sử dụng ốc lục lăng ở đây. Thiết kế cọc yên và dáng cọc yên cũng rất là đẹp luôn. Yên xe thì cực kỳ mềm luôn các bác ạ. Đây là màu trắng cát nha, màu trắng cát kết hợp với tem sơn màu đỏ. Đó là về màu trắng nhá. Bây giờ thì em sẽ qua màu tiếp theo này. Màu tiếp theo lên cho các bác thì sẽ là màu đen cát. Màu đen cát kết hợp với tem sơn màu đỏ nha các bác ơi. Đây, màu
màu đen cát kết hợp với nhân sơn màu đỏ này. Xe mang size 48 nha các bác. Nhìn xe dáng đã rất là thể thao và rất là đẹp luôn rồi. Màu đen cát nha. Vì sao nó lại gọi là màu đen cát đúng không ạ? Ở lớp sơn của nó thì sẽ có những chi tiết óng ánh như này. Nhìn rất là đẹp, xe thì các bác khi đi ra ngoài trời sáng nó sẽ rất là sáng xe, óng ánh cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế tỉ mỉ các bác, những chi tiết cắt gọt trên phần khung sườn là rất là đẹp rồi. Quá ok luôn đúng không ạ? Trên phần khung sườn này đã có vị trí bắt bình nước và có sạc ốc luôn rồi. Để khi các bác đi xa thì các bác có thể là bắt bình nước hoặc là bắt những phụ kiện khác. Nếu các bác đi đoạn đường xa, đi đường dài thì các bác có thể bắt hai bình nước này. Nếu mà đi khoảng cách gần thôi thì các bác có thể bắt một bình nước hoặc một phụ kiện khác như là bơm thì sẽ rất là ok luôn. Có bê đan của xe thì đã rất là ok rồi, có sẵn chiều ở đây để cho các bác có thể là lắp bê đan một cách dễ dàng hơn. Bê đan nhôm đúc nha, có phản quang luôn này. Các chi tiết của xe đã được rất là chỉn chu, rất là đẹp rồi. Phanh trước sau thì sẽ sử dụng là phanh đĩa dầu này, đùi đĩa nhôm, su len. Con này sử dụng là trục rỗng đấy ạ. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Cái bảng xe này em chắc chắn một điều rằng nó sẽ bùng nổ trong năm 2024 đấy ạ. Và màu cuối cùng của xe thì em chắc chắn là các bác rất là thích. Màu này sẽ là màu rất là mới luôn, không phải cái bản xe nào hiện tại cũng sẽ có đâu. Đây là màu xanh navy đậm. Xanh navy đậm nha các bác. Rất là đẹp luôn. Màu này thì là một màu rất là đặc biệt này. Các bác có thể xem cận chất của cái nước sơn nhé. Nhìn xe rất là sạch, rất là đẹp luôn. Các chi tiết của xe rất là đẹp luôn rồi. Bộ chuyển động của xe cũng như là về thiết kế của xe thì vẫn sẽ giống toàn bộ so với bạn em vừa mới giới thiệu. Nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Bộ chuyển động xe thì vẫn sẽ có 20 tốc độ này, 2 đĩa trước và 10 tầng lít thả phía đằng sau. Đi bạc đạn. Trang bị gà đúc xét Shimano Tiagra 4007 bao gồm tay đè, chuyển đĩa, chuyển líp. Tất cả các chi tiết của xích líp của xe thì rất là nhẹ nhàng luôn. Đùm nổ tương đối khá là ok nha các bác. Bánh trước sau đều có trục tháo nhanh, đùm nhôm. Thì các bác di chuyển với cái bộ chuyển động cũng như là với những cái thiết kế của xe như thế này thì là sẽ đạt được một tốc độ rất là cao đấy ạ. Và vừa xong thì em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết và lên đủ cho các bác tất cả các bảng màu của Line RX550 rồi. Và bây giờ thì em cũng xin đưa giá tới các bác luôn. Bản xe này với mức giá là 17.600.000 đồng, hiện tại đang được công ty tặng người dùng lên tới 3 triệu đồng. Vậy nên là các bác mua bản xe này chỉ với mức giá là 14.600.000 đồng thôi ạ. Một mức giá quá đẹp và quá là tri ân đối với khách hàng luôn đúng không ạ? Nên là bác nào đang ưng ý cái bản xe này rồi thì có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà em để có thể được tư vấn này về size số và cấu hình của xe. Bác nào ưng ý thì sẽ được bên nhà em hỗ trợ lên đơn một cách nhanh chóng nhất. Bên nhà em cũng sẽ hỗ trợ gửi xe 63 tỉnh thành luôn. Dù các bác ở đâu bên nhà em vẫn sẽ gửi xe tận nhà luôn nha. Bác nào ưng ý, alo trực tiếp số điện thoại em để dưới tiêu đề đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em.